Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên Youtube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 124 của bộ truyện Đô Thị Siêu Cấp Vu Sư, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Vực. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Nguyễn Đình Hiếu đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện Đô Thị Siêu Cấp Vu Sư. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 124 của bộ truyện này. tại một khách sạn ở bắc kinh lăng huyên huyên đã hoàn toàn say khuôn mặt đỏ ửng ngã xuống giường trong miệng cô còn nhảy giọng nỉ non như nói cái gì sau đó hơi chu miệng có vẻ đáng yêu đến cực điểm trên giường đơn trắng mềm lăng huyên huyên mặc váy đen bó sát toàn thân tạo ra cảm giác đối lập lại thêm sau khi ngủ say thân thể nửa cuộn tròn một số bộ vị càng thêm lộ rõ càng thêm dụ hoạch đổi lại là bất kỳ người đàn ông nào khác sợ rằng sẽ không thể không chế mà trầm luân trong đó một cô gái cực phẩm không chút đề phòng nằm ở nơi đó đổi lại là bất kỳ một ai cũng đều sẽ đồng tâm chẳng qua phương minh chỉ rót cho lăng huyên huyên một ly nước lọc đặt trên tủ đầu giường sau đó liền đi tới sân thượng đắm chìm bên dưới ánh sao những lời lăng huyên huyên đã nói với hắn đêm nay có câu nói khiến cho trong lòng hắn xúc động rất là lớn. Vũng Lăng Huyền Huyền cũng rất không thích cha cô, bởi vì dựa theo lời cô nói, ba cô quanh năm suốt tháng cũng không gặp được vài lần, mỗi ngày đều có công việc phải bận bịu không xong, thậm chí trong tất cả các cuộc họp phụ huynh, từ nhỏ cho tới lớn đều do mẹ của cô đi. Chưa từng nhận được tình thương của cha, có đôi khi thậm chí Lăng Huyền Huyền còn cảm thấy có người cha như vậy thà rằng không có còn hơn. Cô tình nguyện có một người cha không giàu có nhưng có thể ở cùng mình và mẹ. Xong sau khi cha của cô tự sát, Lăng Huyền Huyền mới biết mình sai lầm nhiều ra sao. Bệnh của mẹ mình đời này đều khó có khả năng trị tận gốc, chỉ có thể dựa vào thuốc để mà duy trì. Mà loại thuốc này là thuốc nhập khẩu vô cùng đắt. Riêng về phí trị liệu cùng tiền thuốc thang hàng tháng của mẹ, đều phải vượt lên trước 10 vạn đồng. Nếu như không có cha mình liều mạng kiếm tiền, sợ rằng mẹ đã sớm không có cầm cự nổi. Tự mình càng không thể nào an tâm theo đuổi nghệ thuật, bởi được giáo viên âm nhạc. Dù sao thì mỗi một tiết dạy của giáo viên âm nhạc đều tốn tới mấy trăm đồng. Lăng Huyền Huyền nói lời này đã mang tới cho Phương Minh cảm xúc rất lớn trên đời này làm gì có cha mẹ nào không muốn làm bạn với con trai con gái mình chẳng qua bị thực tế bức bách không thể nào làm được mà thôi mình là một đứa bé mồ côi nhưng từ thái độ của mẹ ruột đối với mình phương minh có thể xác định một điều đó chính là năm xưa tuyệt đối không phải mẹ mình cố ý muốn vứt bỏ mình đã như vậy vì sao không cho mẹ mình một cơ hội cũng như cho mình một cơ hội huống chi trước đây sợ dĩ bản thân mình lựa chọn đi đến thượng hải là vì diệt tử du nhưng sợ dĩ vẫn luôn ở lại thượng hải còn không phải bởi vì khi trước mình đã nghe sư phụ nhặt mình từ thượng hải hay sao trong tiềm thức mình vẫn luôn muốn tìm về cha mẹ mình nếu mình đã muốn tìm ra cha mẹ vậy vì sao sau khi tìm được là không thể nào đối mặt kỳ chứ hạ tất còn phải lừa mình dối người Suy nghĩ rõ ràng những điều này, cả người phương minh cảm giác hoàn toàn dễ dàng, mà áp lực nặng nề vẫn đè ép hắn cả đêm cũng biến mất. Sau khi đứng trong sân thượng nửa giờ, viết số điện thoại mình vào một quyển sổ trong phòng, sau đó đi ra khỏi phòng, rời khỏi khách sạn. Sáng sớm ngày hôm sau, điện thoại trên tay Phương Minh vang lên. Phương Minh à, thành thật khai báo đi. Đêm qua, cậu có chiếm tiện nghi của tôi không? đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nói của lăng huyên huyên tràn đầy sức sống cô cảm thấy ra sao phương minh cười cười hỏi ngược lại cô thôi quên đi chiếm thì cứ chiếm đi dù sao thì cậu cũng là tên có sắc tâm nhưng không có sắc đảm đầu bên kia truyền đến tiếng cười vui vẻ của lăng huyên huyên chẳng qua cô lập tức lấy lại giọng điệu dạy dỗ phương minh à tôi biết có thể khi trước cậu là người rất có tiền đã quen với cuộc sống tiêu tiền như nước. Nhưng đến bây giờ cậu đã là người nghèo túng rồi, cậu phải sửa tâm tính, không thể dùng tiền lãng phí như vậy được. Mới vừa rồi tôi tra xét mới biết, gian phòng cậu đặt cho tôi, chỉ ở một đêm thôi đã tốn hơn một ngàn rồi. Hơn một ngàn đó, tiền ăn hơn nửa tháng của tôi cũng chỉ chừng đó mà thôi. Mới vừa rồi, người phục vụ còn nói ở phòng này sẽ được cung cấp bữa sáng miễn phí. <laughs> Ngày vậy, tôi đã ăn no tới mức không nhúc nhích nổi rồi nghe lời lăng huyên huyên nói phương minh cười một tiếng mà không đáp tôi nói cho cậu biết tôi đã biết la lịch của cậu rồi cho dù cậu có muốn cua tôi cũng không cần phải làm như vậy đâu mặt khác sau này cho dù cậu có muốn theo đuổi cô gái khác cũng không cần dùng tiền loạn như vậy mới lần đầu tiên đến khách sạn mà cậu đặt phòng tốt như vậy rồi sau này hẹn cô ấy lại khẳng định không cần phải tiêu phí y như vậy đâu lấy kiểu như cậu tuyệt đối không thể nào làm được. Lăng Huyền Huyền lại nhảy không ngừng. Trên thực tế Phương Minh biết Lăng Huyền Huyền không phải loại con gái nói nhiều. Chỉ là bởi vì gia đình đột nhiên xảy ra biến cố khiến cuộc sống của cô trở nên cực kỳ áp lực. Cũng không tìm được người tâm sự mà bản thân mình trong lòng cô đoán chừng đã trở thành một người bạn tương đối đặc thù. Chỉ ít bản thân mình biết quá khứ của cô ấy do đó cô ấy không cần che che lấp lấp trước mặt mình. Thôi được rồi, không thèm nghe cậu nói nữa. Từ hôm nay trở đi, tôi muốn bắt đầu phấn đấu. Chờ sau này tôi kiếm được nhiều tiền thành phú bà rồi, tôi mời cậu ăn bữa tiệc lớn nha. Đến khi đó là giới thiệu cho cậu mấy phú bà khác. Được, tôi đây sẽ chờ cô phát đạt. Phương Minh chỉ coi lời Lăng Huyên Huyên nói như một câu bông đùa, cũng không tưởng thật sau khi hàng huyên vài câu liền cúp điện thoại. Ngay khi kết thúc cuộc trò chuyện với Lăng Huyên Huyên không lâu, điện thoại trên tay của Phương Minh vang, liếc nhìn dãy số trên màn hình, ngón tay của Phương Minh khẽ rung một chút, nhưng mà vẫn nhấn nút trả lời. Phương Minh à, ngày hôm qua cậu đã cứu bà nội tôi. Bà nội tôi muốn cảm ơn cậu đó, hôm nay cậu có rảnh không? Có, lát nữa tôi sẽ qua thăm bà ngoại ngay giọng điệu của phương minh rất bình thản nhưng mà lời của hắn nói khiến cho lăng sợ sở bên kia điện thoại ngây ngẩn người đợi khi phát hiện phương minh đã cúp máy cả người cô đột nhiên là hoảng cô à mới vừa rồi trong điện thoại phương minh đã gọi bà nội là bà ngoại đó phương minh gọi như vậy có nghĩa là cậu ấy đã thừa nhận thân phận của mình rồi phương minh tiếp nhận cô rồi sau khi cúp điện thoại nét mặt của lăng sợ sở tràn đầy kích động quay sang nói với người cô đang đứng bên cạnh mình. Vốn dĩ trên mặt của Lăng Mộ Mai còn có vẻ lo lắng, sau khi nghe lời của cháu gái mình, vẻ mặt đã chuyển từ lo sang vui. Con trai mình chịu nhận ba ngoại, vậy đã nói rõ, con trai mình không còn trách mình nữa rồi, cũng đã có thể tiếp nhận mình. Được rồi, bây giờ cô sẽ ra cổng bệnh viện chờ Phương Minh. Em gái à, em đừng có kích động. Lăng Bộ Chính gọi em gái nhà mình, quét mắt nhìn lão tứ bên cạnh. Lão yêu, em đi ra cửa đón cháu ngoại đi. Vừa rồi trong điện thoại, sợ sở còn chưa nói cho cháu ấy biết bà ở phòng nào. Ai? À, Lăng Cương lập tức bị khiếp sợ tới nhảy dựng. Thật ra từ tối hôm qua đến bây giờ, hắn vẫn đang tiêu hóa sự thật. Tên sát tinh kia là cháu ngoại của mình. Mà cho dù người kia thật sự là cháu ngoại của hắn, trong lòng hắn vẫn cảm thấy bỡ ngỡ không quen. Nhất là Lăng Cương còn không biết năm xưa chị mình đã xảy ra chuyện gì. Phải biết rằng hắn không giống mấy người anh em khác trong nhà. Từ nhỏ hắn đã không lớn lên ở nhà họ Lăng. Bởi vì khi hắn mới sinh ra, thân thể cực kỳ yếu ớt. Lúc đó trong nhà mời một đại sư qua đây. Vị đại sư kia nói mạng của mình sẽ khắc chết anh chị em khác. Trước năm 20 tuổi không thể nào ở cùng những anh chị em khác. Lúc đó sau khi cha mình nghe như vậy, liền giao mình cho một gia đình nhà họ Lăng khác trong thủ đô để nuôi dưỡng, thậm chí ngay cả tên cũng là cha mẹ nuôi đặt cho. Thẳng cho đến sau khi đủ 20 tuổi mới được quay trở lại nhà họ Lăng. Cho nên Lăng Cương không rõ chuyện chị hắn đã kết hôn khi nào, càng không biết chị hắn còn có một đứa con trai bị thất lạc ở bên ngoài. Đối với chuyện này, hắn chỉ lờ mờ biết nó có liên quan tới cha vậy thôi. Tốt Em xuống dưới đón cháu ngoại trai đây Đối với chuyện anh cả nhà mình phân phó Lăng Cương vẫn không dám cự tuyệt Lập tức đi về bên ngoài phòng bệnh Khi tới hành lang Vừa vặn thấy Lăng Duy Còn có mấy tiểu bối khác đang đứng hút thuốc Lăng Duy Mấy thằng nhóc kia nữa Lại đây cho chú Lăng Cương vẫy vẫy tay với đám người Lăng Duy Đám người Lăng Duy vội vàng dập đưa thuốc trên tay Ở nhà họ Lăng Lăng Cương chỉ mới hơn 30, được tính là một người trẻ tuổi. Vì vậy hắn có quan hệ rất tốt với đám tiểu bối trong nhà. Chú nhỏ à, có chuyện gì? Theo chú, tới cửa bệnh viện chờ Phương Minh qua đây. Cái gì chứ? Cho tới bây giờ, Lăng Duy cũng đã biết vì sao chị mình phải đối xử đặc biệt với Phương Minh. Thì ra Phương Minh là con trai của cô mình, cũng liền là anh họ của mình. Nhưng cậu ta vẫn không quen nhìn bộ dáng rắm thối của Phương Minh, cho dù Phương Minh có là anh họ cũng không thể nào mở miệng ép hắn chia tay với bạn gái. Trên đời này có hai mối thù lớn, chính là thù đoạt vợ cùng thù giết con, mặc dù mình không phải bị đoạt vợ nhưng cũng không kém bao nhiêu. Dựa vào cái gì? Dựa vào chú là chú nhỏ của cháu đó. Lăng Cương vừa trừng mắt, Lăng Duy liền rụt cổ mà mấy người trẻ tuổi của nhà họ lăng khác ngược lại cảm thấy không sao dù sao cũng là con trai của cô nhỏ hơn nữa còn đã cứu mệnh của bà nội bọn họ đi nghênh đón một chút cũng là chuyện nên làm tại cửa bệnh viện ngay khoảnh khắc khi phương minh đến nơi liếc mắt liền thấy lăng cương cùng đám người lăng duy đứng chờ chú bên ngoài không lạnh lắm đúng không đúng là không có lạnh lắm Vậy tại sao cháu cảm thấy chân chú đang run run?" Lăng Duy nhìn chú nhỏ nhà mình, ngay sau khi Phương Minh xuất hiện, vậy mà chân của chú nhỏ lại run run. Chẳng lẽ vì đã có tuổi rồi, gió thổi lạnh một chút liền không có chịu nổi. "Đừng có nói lung tung, đó là do chú kích động thôi, kích động khi thấy cháu ngoại trai của mình." Lăng Cương tức giận la một câu, đương nhiên hắn không thể nói thẳng trước mặt đám hậu bối, là thật sự hắn đang rất sợ là một người cậu vậy mà đi sợ chóng ngoại mình thật đúng là mất mặt phương minh mấy người bà nội cùng bác cả đang chờ anh ở trong phòng bệnh đó mặt mũi của anh cũng thật là lớn để chú nhỏ tự mình xuống đây đón anh lăng duy nhìn phương minh có chút chán ngán nói phương minh không có quan tâm tới lăng duy mà đưa mắt nhìn về lăng cương lăng cương bị ánh mắt của phương minh nhìn qua cả người liền giật thót theo bản năng lập tức thốt ra phải, đây là việc chú phải làm. Lúc nói chuyện, Lăng Cương còn cúi đầu không lưng, một bộ dáng thuộc hạ đối mặt với lãnh đạo. Điều này làm cho Lăng Duy cùng mấy anh em trong nhà trợn tròn mắt. Chú nhỏ nhà mình thật sự quá không có cốt khí. Chú là cậu đó, là trưởng bối. Cái giá cùng tôn nghiêm của trưởng bối đi đâu rồi? khoái miệng của Phương Minh cũng co quắp. Dường như người cậu này của mình bị mình hù quá mức rồi. Lẽ nào cử động của mình khi trước thật sự đáng sợ như vậy sao? Người không biết còn cho rằng mình là cậu, còn cậu mình mới là cháu trai đây. Đi thăm bà ngoại trước đi. Bất đắc dĩ, Phương Minh chỉ có thể nói như vậy. Ờ, được, 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 đi thăm bà ngoại trước. Lăng Cương vội vàng ở phía trước dẫn đường, mấy anh em Lăng Duy đã không biết phải nên nói gì với chú nhỏ có lẽ chú nhỏ thật sự quá kích động nên mới như vậy, dù sao Phương Minh cũng là cháu ngoại trai duy nhất của chú ấy, cũng chỉ có thể giải thích như vậy, chú nhỏ không cần sĩ diện, nhưng mà nhà họ Lăng bọn họ còn cần sĩ diện đó. Trong phòng bệnh dành riêng cho cán bộ cao cấp, khi Phương Minh đi vào trong phòng, mấy anh em Lăng Mộ Mai đều ở đây, ánh mắt toàn bộ đều rơi vào trên người hắn phòng bệnh trong khoảnh khắc trở nên trầm mặt. Phương Minh, cháu ngoại của bà, rốt cuộc bà ngoại cũng nhìn thấy cháu rồi. Hơn 20 năm, trời thấy thương cảm, đến khi tới lúc sắp chết già, bà già này mới có thể gặp được cháu ngoại. Cháu ngoại à, mau tới đây để bà ngoại nhìn xem. Bà cụ nằm trên giường thấy Phương Minh qua đây, trực tiếp run rẩy muốn từ trên giường bệnh ngồi dậy Lăng mộ chính thấy như vậy vội vàng đi lên ngăn. Mẹ à, bác sĩ nói hiện nay mẹ vẫn không thể nào động đậy được. Không thể động, mẹ cũng muốn động mà, cháu ngoại của mẹ đó. Hơn 20 năm rồi mẹ mới thấy được cháu ngoại của mẹ, các con không nên cản mẹ à. Bà cụ vẫn kiên quyết muốn xuống giường bệnh, căn bản lăng mộ chính không ngăn được. Phương Minh thấy như vậy vội vàng đi tới trước giường bệnh Bà còn không đợi hắn mở miệng, bà cụ liền một phát bắt được tay hắn. Bàn tay gầy khô nắm lấy tay hắn, trên gương mặt già nua của lão nhân gia có dòng lệ nóng tuôn ra. Cháu ngoại tốt của bà, gọi một tiếng bà ngoại có được không? Đối mặt với ánh mắt mong chờ của bà cụ, trong lòng Phương Minh như có dòng nước ấm xẹt qua. Nếu ngày hôm nay hắn qua đây, điều đó cũng có nghĩa hắn đã bỏ qua khúc mắt lập tức thoải mái hồi lên. Bà ngoại Ôi, cháu ngoại ngoan của bà, bà ngoại nhớ, nhớ tới đau khổ, đều do lão bất tử ghê Bằng không mà nói, làm sao để cho cháu ngoại của bà chịu khổ nhiều năm như vậy? Người già cũng nhịn không được nữa ôm lấy Phương Minh. nước mắt thuận theo khuôn mặt chảy xuống, làm ướt bả vai của Phương Minh. Lăng mộ mai đang đứng một bên, lúc này cũng rơi lệ đầy mặt khóc không thành tiếng. Trong lòng bà vô cùng kích động khi nhìn tràn cảnh mẹ mình và con trai đang ôm nhau. Hình ảnh như vậy trước đây chỉ từng xuất hiện trong giấc mơ thôi. Từ sau khi gặp được con trai ở Thượng Hải, hình tượng này vẫn luôn quanh quẩn trong đầu bà. Bà thường xuyên tưởng tượng tới một màn ngay trước mặt này. Mẹ à, mẹ đừng quá kích động. Hiện nay Phương Minh đã trở lại rồi, cũng sẽ không rời đi mẹ à mẹ nằm xuống giường trước đi trên mặt của lăng mộ sơn vẫn còn có chút lo mà nghe nói như vậy phương minh ở một bên cũng khuyên dạ vâng cậu hai nói rất đúng bà ngoại à bà nằm xuống trước đi được 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 bà nghe cháu ngoại của bà cháu ngoại bà muốn bà nằm thì bà nằm trên mặt của bà cụ thấm đẫm nước mắt chẳng qua đôi lông mày vẫn đang nhíu chặt nay được thả lỏng cười cười nằm trên giường bệnh, quay qua nói với Phương Minh. Cháu ngoại, đây là cậu cả, còn đây là cậu hai, đây là cậu nhỏ, còn, còn người mẹ không có lương tâm này, đây, đây, đây. Nghe lời của bà cụ, ánh mắt Phương Minh cũng theo đó quét qua đám người lăng mộ chính, mở miệng hô. Cậu cả, cậu hai, cậu nhỏ. Lăng Mộ Chính cùng Lăng Mộ Sơn gật đầu với Phương Minh mà Lăng Cương thì run rẩy cả người. Không biết vì sao, nghe được xác tin gọi mình là cậu nhỏ, hắn luôn có một loại cảm giác không thực tế. Cuối cùng ánh mắt của Phương Minh đã rơi vào trên người mẹ mình. Nhìn người phụ nữ lệ rơi đầy mặt ngay trước mắt, đang mang theo vẻ chờ mong nhìn về mình. Trong lòng của hắn một trận nhiệt huyết dâng trào. Trong khoảnh khắc này, huyết dịch cả người đều tự như đang sôi trào, há miệng muốn nói điều gì, nhưng ngay cả nửa câu cũng không nói ra được con à mẹ không trách con mẹ không phải là một người mẹ tốt lăng mộ mai thấy rốt cuộc con trai mình không gọi mình là mẹ trên mặt có vẻ thất vọng chẳng qua đối với bà tình huống hiện nay đã xa xỉ tới mức bà không dám mong đợi gì chỉ cần con trai mình có thể ở cạnh bên mình là bà đã rất vui rồi lăng mộ mai cũng không biết Lúc này tình huống trong cơ thể Phương Minh có chút hỗn loạn. Theo huyết dịch cả người sôi trào, vậy mà vô sư Chi Châu bên trong đan điền cũng bắt đầu xoay tròn. Dẫn động trong cơ thể đùng đùng rung động, trái tim cũng đập nhanh hơn bình thường gấp mấy lần. Đột nhiên, một ngụm máu tươi từ trong miệng Phương Minh phun ra. Cháu ngoại à! Phương Minh à, mẹ không có buộc con, không cần gọi, con không cần gọi mẹ đâu. Nhìn thấy một màn như vậy, bà cụ cùng lăng mộ mai lập tức kêu lên sợ hãi lăng mộ chính cũng lập tức muốn gọi bác sĩ nhưng mà sau khi phương minh phun ra một ngụm máu con người trở nên càng thêm thanh minh nhìn người phụ nữ đang gấp gáp kia trong miệng hô ra một tiếng mẹ một tiếng mẹ này khiến cho cả người lăng mộ mai run rẩy ngay tại chỗ sau đó cũng không có nhìn được ôm chặt phương minh lớn tiếng khóc rống con của mẹ con của mẹ mẹ rất nhớ con. Hơn 20 năm qua, có giờ khách nào mẹ không nhớ về con đâu. Lăng mộ mai ôm lấy phương minh, ngày ngào tới thân thể đều run rẩy. Bà nghĩ tới con trai bị thất lạc hơn 20 năm, rốt cuộc cũng về tới bên cạnh bà, đồng thời nhận bà. Trên mặt lăng mộ chính cùng lăng mộ sơn đang đứng một bên, cũng có vẻ cảm động cùng ấm áp. Rốt cuộc thì tâm nguyện của em gái cũng đã được thực hiện mà bọn họ cũng sắp có cháu ngoại trai. Bà cụ nhìn mẹ con Phương Minh cùng Lăng Mộ Mai đang ôm nhau, trong đôi mắt già nua lại thêm có vẻ đắc ý. Bà biết nhất định trong lòng cháu ngoại mình có chút hận đối với con gái mình, cho nên vào lúc mới bắt đầu, bà liền cố ý khiến cháu ngoại mình nhận người bà ngoại và cậu làm tan hận ý trong lòng của cháu ngoại. Sau đó cháu ngoại mình mới có thể nhận con gái mình tiếng mẹ này được nói ra khỏi miệng, vô sư chi châu trong cơ thể phương minh mới ngừng chuyển động. Trong cơ thể khôi phục sự yên lặng, thậm chí thời khắc này phương minh có thể nhận ra, vô sư chi châu trong cơ thể mình dường như có lớn hơn một chút. Nói cách khác, thực lực của hắn lại tăng lên. Phương minh hiểu đây là bởi vì hắn đã có thể hóa giải khúc mắt. Nói cách khác, từ khi hắn biết thân phận của mẹ mình cho tới nay, trong lòng vẫn có một khúc mắt mà tâm kết này thiếu chút nữa nổi lên thành tâm ma. Nếu như tâm kết này không được hóa giải, sợ rằng một ngày nào đó trong tương lai khi hắn đột phá cảnh giới sẽ mang tới đả kích trí mệnh. Thậm chí rất có thể bởi vì khúc mắt này mà thực lực không cách nào tăng tiến. Bà cụ thấy con gái mình ôm cháu ngoại mình không buông, trên mặt có vẻ ghen, không vui nói. Được rồi, Ngọc Mai! Còn nhanh chóng buông cháu ngoại ra đi Mẹ còn muốn nói chuyện nhiều hơn với cháu ngoại đây Nghe thấy những lời mẹ mình nói Lúc này lăng mộ mai mới buông lỏng tay ra Chẳng qua ánh mắt vẫn nhìn chăm chăm Phương Minh Từ hồ sợ sau một khắc Phương Minh sẽ biến mất Đây là cảm giác luôn lo được lo mất Của bậc làm cha làm mẹ Mẹ à Để con kiểm tra cơ thể của bà ngoại trước Phương Minh đi tới trước mặt bà cụ từ trong lòng lấy ra một cái bình nhỏ. Trong bình này có chú nước thánh vinh diệu của giáo hội. Nước thánh vinh diệu vô hiệu đối với người trong giới tu luyện phương Đông. Nhưng đối với người thường mà nói, lại có thêm tác dụng hồi phục rất hiệu quả. Đối với việc khôi phục công năng của cơ thể, tác dụng của nó vượt xa toàn bộ thuốc bổ trên thị trường. Cháu ngoại ngoan của bà, thân thể của bà không có chuyện gì đâu. Bà ngoại à, bà uống bình thuốc này vào trước đi. Phương Minh không nói gì thêm, mở bình thuốc ra đưa cho bà. Bà Lăng Mộ Chính cùng Lăng Mộ Sơn đang đứng một bên, thấy Phương Minh lấy ra một bình thuốc, lông mày hai người đầu tiên nhíu một cái, chẳng qua theo sau lập tức giãn ra. Nếu thuốc nước này là do cháu ngoại trai mình lấy ra, vậy hẳn là có tác dụng rồi. Nếu như đổi lại những người khác, bọn họ tuyệt đối sẽ không nhìn mẹ mình uống hết bình thuốc này. Thứ nhất, hiện nay Tình huống nhà họ Lăng rất là mẫn cảm, thứ hai, thân thể mẹ mình không chịu được một chút ngoài ý muốn. Tuy rằng bác sĩ nói có thể cứu sống được thì không còn gặp nguy hiểm đến tính mệnh, nhưng người già tới tuổi này rồi, một khi bị bệnh thì đó chính là bệnh tới như núi sập, gần như rút sạch tất cả tinh khí thần. Sau này sợ rằng cũng chỉ có thể thường xuyên ở lại bệnh viện thôi. Tốt, cháu ngoại của bà muốn bà uống, bà uống ngay. Bà cụ không chút do dự, trực tiếp nhận lấy bình thuốc mà Phương Minh đưa, uống một hơi càng sạch. Thậm chí, miệng còn chép chép. Thuốc này uống rất là ngon, có mùi vị ngọt ngào, thật giống như nước suối mà bà được uống khi lần đầu tiên xuống núi. Trên mặt bà cụ lộ ra dáng vẻ hồi tưởng, chẳng qua mấy người lăng mộ chính đang đứng một bên, mang theo nét mặt kinh ngạc bởi vì bọn họ thấy ngay sau khi mẹ mình uống thuốc này sắc mặt dĩ nhiên từ từ chuyển biến tốt đẹp có vẻ hồng nhuận một màn này khiến cho bọn họ không thể nào tưởng tượng được bởi vì bọn họ không nghĩ tới thuốc nước gì có thể có hiệu quả tốt như vậy hiện nay phần lớn thuốc bổ cũng đều chú ý tiến hành theo chất lượng nhất là người già thân thể càng là không chịu nổi bổ dưỡng quá mãnh liệt cộng thêm cơ năng thân thể thoái hóa phần thuốc bổ có thể hấp thụ được cũng là có hạn. Nhìn sắc mặt bà ngoại mình hồng nhuận, trên mặt của Phương Minh cũng có dáng tươi cười. Có nước thánh vinh diệu này, sinh cơ của bà ngoại mình là không cần lo, chỉ cần không gặp chuyện ngoài ý muốn, thời gian 7 năm là có thể vượt qua. Ồ, bà cảm giác cả người mình rất có lực lượng nha, thật giống như về tới mấy chục năm trước bà cụ cũng cảm nhận được thân thể biến hóa mà lăng mộ chính một bên vội nói mẹ à con đi gọi bác sĩ vào kiểm tra một chút không cần đâu thân thể của mẹ mẹ biết mà bà cụ ngăn cản con trai mình tuy rằng bà là người già thế nhưng tâm không già ngày hôm qua khi nằm trên giường đã thấy được thủ đoạn bất phàm của cháu ngoại mình đương nhiên biết đây hết thảy đều là vì bình nước thuốc kia lão yêu để tất cả bọn nhỏ về nhà nghỉ ngơi đi, mặt khác, đóng cửa phòng bệnh lại cho mẹ. Bà cụ liếc nhìn cửa phòng bệnh đang khép hờ, sau đó đưa mắt nhìn về Phương Minh, hiển nhiên là có mấy lời muốn nói với Phương Minh, mà chuyện này sẽ liên quan đến bí mật của trưởng bối nhà họ Lăng, tự nhiên không tiện cho tiểu bối biết. Trên thực tế, Lăng Cương cũng rất tò mò đối với những chuyện đã xảy ra trên người chị gái mình mượn cơ hội lần này cũng có thể tìm hiểu một chút về phần lăng mộ chính cùng hai anh em lăng mộ sơn mặc dù biết đại khái thế nhưng tình huống cụ thể ra sao bọn họ cũng không quá rõ ràng chỉ biết vấn đề này trước đây cha đã hạ lệnh phong khẩu ai cũng không thể nào nhắc tới nếu ai nhắc tới liền chuẩn bị bị cha dùng quải trượng đánh cho một trận cháu à mấy năm nay khổ cho cháu rồi Kỳ thực nhà họ Lăng cũng không trợ giúp gì được cho cháu, thậm chí bà ngoại còn phải cảm ơn cháu, nếu như không phải nhờ có cháu, sợ so rằng hiện nay bà ngoại đã xuống gặp lão già thối kia rồi. Chẳng qua có thể nhìn thấy lão già thối kia cũng tốt, chỉ ít cho bà có cơ hội mắng ông ấy một trận. Bà cụ lôi kéo tay của Phương Minh, trên mặt có vẻ cảm khái, mà Lăng Mộ Mai đang đứng một bên thì im lặng. Về phần Phương Minh cũng lặng lặng lắng nghe, bởi vì hắn cũng rất muốn biết rốt cuộc năm xưa đã xảy ra chuyện gì. Mặc dù không biết rõ năm đó đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng dựa vào lời nói của bà ngoại mình, ít nhiều gì Phương Minh cũng có thể phán đoán được chuyện đã xảy ra với cha mẹ mình năm xưa. Hẳn là có liên quan đến chuyện ông ngoại đã chết đi, mà theo lời tự thuật của bà Rốt cuộc Phương Minh cũng biết những chuyện đã xảy ra năm đó. Ông ngoại của Phương Minh vẫn luôn thuận buồm xuôi gió trên con đường làm quan, cho dù vào những năm loạn lạc cũng không gặp khó khăn gì. Một đường từ địa phương lên tới thủ đô, mà Sở Dĩ có thể làm được điều này cũng là vì đã từng được cao nhân chỉ điểm. Cho nên, ông cụ Lăng rất là tin tưởng về phương diện kia. Nếu không mà nói, cũng sẽ không đưa con của mình cho một người cùng họ nuôi dưỡng. Ông Cụ Lăng không trải qua năm tháng chiến tranh, cho nên không tính là người có công lớn. Ngay lúc đó cũng không tính là nhà giàu có trong thủ đô, chỉ ít so với mấy gia tộc cách mạng kia mà nói thì kém hơn rất nhiều. Cho nên, ngay khi sinh ra Lăng Mộ Mai, ông đã chọn một mối hôn sự cho con gái nhà mình, chính là đời sau của một gia tộc cách mạng. Nhưng mà làm gì có người trẻ tuổi nào nguyện ý để hôn nhân của mình bị trói buộc Hướng chi khi đó, mấy người trẻ tuổi vừa lúc tiếp xúc văn hóa của phương Tây, hướng tới yêu đương tự do. Mà từ nhỏ, Lăng Mộ Mai đã biểu hiện rất thông tuệ. Một người có kinh nghiệm đi du học nước ngoài như bà, càng thêm không muốn thừa nhận mối hôn ước kia. Kết quả sau cùng, dĩ nhiên chính là hứa hôn không bệnh mà chết. Mà bởi vì chuyện này, tuy rằng ông cụ Lăng không nói gì, nhưng trong lòng cũng có chút bất mãn cho nên khi con gái mình dẫn theo người thanh niên mà nó yêu thích đến đã trực tiếp đuổi ra ngoài ông cụ lăng rất là tức con chướng mắt với mối hôn sự mà cha chọn cho con sao được cha không bắt ép con nhưng mà con xem một chút chính con tìm tới loại đàn ông gì một người chưa từng học đại học thậm chí ngay cả một phần công việc chính thức cũng là không có người như vậy làm sao trở thành con rể của nhà họ lăng vì vậy ông cụ Lăng trực tiếp lên tiếng muốn con gái mình hoặc là lựa chọn người cha này hoặc liền lựa chọn người đàn ông kia. Nếu như chọn lựa người đàn ông kia thì hãy đoạn tuyệt quan hệ với ông đi. Ông liền coi như chưa từng sinh ra đứa con gái này. Lúc đó vấn đề này rất là náo động. Thậm chí cậu cả cùng cậu hai của Phương Minh khi đó cũng mở miệng cầu tình. Nhưng mà đều bị ông cụ Lăng đánh cho một trận. Nói chung, mối hôn sự này ông tuyệt đối không đồng ý. Mà lăng mộ mai cũng là tánh tình bướng bỉnh. Người đàn ông bà đã thích rồi, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Mắt thấy hai cha con sẽ tiếp tục dằn co như vậy. Chẳng qua đúng lúc này sự tình có biến hóa. Ngày đó, một mình cha cháu tới tìm ông ngoại cháu. Hai người ở cùng nhau suốt một đêm trong phòng. Cụ thể nói cái gì bà không biết, chỉ biết là sau khi rời khỏi phòng làm việc, Ông ngoại cháu không còn kiên quyết như lúc ban đầu, nhưng vẫn không chấp nhận như trước, dường như muốn cha cháu hoàn thành điều kiện gì, ông mới chịu đáp ứng hôn sự này. Bà cụ hồi tưởng đến tình cảnh năm xưa, sau khi người kia của nhà mình rời khỏi phòng làm việc, biểu tình trên mặt rất là phức tạp, thậm chí còn có một chút sợ hãi, nhưng vô luận bà hỏi ra sao, lão già đều không tiết lộ lấy một chút. Sau khi cha con rời khỏi nhà họ lăng, liền dẫn theo mẹ con đến Thượng Hải. Sau đó cha con đi một mình, bảo là muốn hoàn thành hứa hẹn đối với ông ngoại con. Nhưng mà lần này, cha con đi rồi liền không trở về. Mà sau khi cha con đi rồi, mẹ con mới phát hiện mình mang thai. Trong lòng nhà đầu kia bướng bỉnh, chuyện lớn như vậy mà không nói cho mẹ một tiếng một người dừng ở Thượng Hải, sinh ra hai anh em con. Anh em? Phương Minh hơi kinh ngạc, Lăng Mộ Mai đang đứng bên cạnh cũng có vẻ thương cảm. Trước đây, mẹ đã mang lòng phượng thai, em gái con được sinh ra chỉ sau con vài phút đồng hồ. Thì ra, con còn có một em gái. Phương Minh nhớ kỹ trước đây sư phụ mình chỉ nhặt được một đứa nhỏ duy nhất là mình vậy em gái mình đi nơi nào còn có vì sao cuối cùng mẹ mình lại vứt bỏ bản thân mình chứ phương minh à không phải mẹ cháu muốn vứt bỏ anh em cháu đâu mà là vì sau khi sinh các cháu được một tháng vào một đêm cháu và em gái đều biến mất không thấy bị người ta trộm đi dường như bà cụ biết phương minh đang suy nghĩ điều gì giải thích nói lúc đó mẹ cháu gần như phát điên tìm hai cháu ở rất nhiều nơi. Nhưng từ đầu đến cuối vẫn không có tìm được tung tích của hai đứa. Mà mẹ cháu vì hai anh em cháu lúc này mới chủ động liên hệ với ông ngoại. Cầu ông ngoại hỗ trợ tìm hai anh em. ngày tới đây, Phương Minh đưa mắt nhìn về mẹ mình, thấy vẻ thống khổ trên mặt mẹ, trong lòng cô hắn tràn đầy hổ thẹn. Thì ra cho thế này đều là mình trách lầm mẹ mình, không phải mẹ mình bỏ rơi mình mà là bởi vì chính mình bị người ta bắt đi thậm chí vì tìm được mình và em gái người mẹ vốn cao ngạo và quật cường là phải cúi đầu trước ông ngoại chờ cho tới khi ông ngoại cháu biết được tin đã để cho cậu cả cùng cậu hai dẫn người tìm kiếm toàn bộ thượng hải tuy nhiên vẫn không có tung tích của hai anh em sau thì rơi vào đường cùng cậu cả cùng cậu hai chỉ có thể đưa mẹ cháu về thủ đô mà đoạn thời gian kia Mẹ cháu gần như bắt đầu có triệu chứng của bệnh điên Hành động cử chỉ điên rồ Tinh thần thì hoảng loạn Nhiều năm sau mới khôi phục bình thường Ánh mắt của bà cụ nhìn về con gái mình Cũng tràn đầy thương tiếc Đứa con gái này của mình Thật sự là số khổ mà Người đàn ông yêu mến thì mất tích Mà con trai con gái thì bị người ta trộm đi nếu như không phải sau này còn ôm một tia hy vọng, sợ rằng cả người đã sớm hỏng mất. Phương Minh, trước đây khi bà ngoại và cậu hai cháu đến Thượng Hải nhìn thấy mẹ cháu, tinh thần cùng thân thể mẹ cháu đã mất kiểm soát, thậm chí đoạn thời gian kia còn phải dựa vào việc tiêm thuốc ngủ cùng thuốc an thần mới có thể ổn định tâm tình. Lăng mộ chính cũng theo chân mở miệng, đều nói huynh trưởng như cha. Ông lớn hơn lão nhị 6 tuổi, là lớn hơn em gái mười mấy tuổi. Có thể nói bởi vì cha bận rộn công việc, em trai em gái đều do ông trông nom tới lớn. Năm đó thấy trạng thái tinh thần của em gái, ngay cả ông đều không ngừng lau nước mắt. Mẹ, là con trách oan cho mẹ rồi. Nét mặt của Phương Minh tràn đầy ấy náy quay sang nói với Lăng Mộ Mai, chẳng qua Lăng Mộ Mai lắc đầu. Là mẹ không có bản lãnh, không thể bảo vệ tốt cho con và em gái con muốn trách thì trách ông ngoại của cháu cái lão già kia nếu như không phải ông ấy muốn cha cháu đi làm chuyện gì đó cha cháu cũng sẽ không vừa đi liền biến mất không thấy đâu hơn nữa lão đầu tử này còn đặc biệt bướng bỉnh bất kể bà hỏi ra sao ông ấy cũng không nói rõ rốt cuộc cha cháu đi làm cái gì thẳng đến khi ông ấy ra đi đều không nói đến tung tích của cha cháu đâu. Bà cụ thở dài một hơi, kỳ thực lão già tử nhà mình cũng không phải là người bướng bỉnh, bằng không trước đây con gái mình hủy hôn, lão già kia cũng không phải chỉ nóng giận một trận sau đó đã đồng ý ngay. Nhưng điều khiến cho bà không hiểu là vì sao lão già có phản ứng lớn như vậy với chuyện hôn nhân giữa con gái cùng cha Phương Minh, quật cường đến dù có mang theo bí mật kia vào mộ cũng quyết không nói ra phương minh nghe tới đây thật ra cũng có chút oán giận đối với ông ngoại đã mất rồi nếu như không phải mấy lời của ông ngoại cha mẹ mình sẽ không xa nhau mà cha mình cũng sẽ không vì hoàn thành hứa hẹn mà rốt cuộc mất tích nhưng mà người chết là lớn hơn nữa dù sao cũng là trưởng bối hắn không tiện nói thêm điều gì mẹ cha con tên là gì đột nhiên phương minh hỏi cha con ông ấy tên là phương chính nghe được câu trả lời của mẹ mình thân thể phương minh hơi chấn động một chút phương chính đã từng là thiên tài đứng đầu của nhà họ phương nói như vậy quả thật mình là người nhà họ phương cái người đã từng được mình xưng là mãnh nhân lại thật sự là cha mình không đúng chẳng qua đúng lúc này trong đầu phương minh đột nhiên hiện ra mấy năm tháng thốt ra hai chữ này không đúng chỗ nào. Thấy bà ngoại còn có mẹ và mấy người cậu đều nhìn mình. Phương Minh nói ra những suy nghĩ trong lòng. Dựa theo những gì bà ngoại nói, kỳ thực ông ngoại đối với phương diện nào đó kỳ thật rất là tin tưởng. Mà nói thật, cha con vừa vặn có bản lĩnh, vượt hơn người bình thường. Mặc kệ là đời sau của gia đình cách mạng gì gì đó kia, nhưng mà con tin rằng ông ngoại không thể nào không đáng ra dạng tồn tại như cha con có thể mang tới trợ giúp cho nhà họ Lăng ra sao. Tuyệt đối không ít hơn thứ mà một gia tộc cách mạng giàu có mang tới. Đây là điểm đáng ngờ thứ nhất, sự phản đối của ông ngoại mình quá là bất thường. Mặt khác, điểm thứ hai chính là hứa hẹn của cha con đối với ông ngoại. Thật ra, trong mắt người bình thường, có lẽ rất khó đạt thành mục tiêu, thế nhưng đặt trên người cha con cũng không khó cho dù ông ngoại nói buôn bắt cha con kiếm được tài sản hơn trăm triệu con cảm thấy chuyện này không tính là việc khó gì bậc làm cha mẹ bình thường yêu cầu của họ đối với đàn trai cũng không có gì ngoài mấy điểm có tiền đồ có năng lực chăm sóc tốt cho con gái mình nhưng phải chứng minh ra sao dĩ nhiên chính là nguồn kinh tế mà điểm này đối với cha mình mà nói sợ rằng không tính là việc gì khó nghe được lời nói của phương minh đám người bà cụ cũng lộ ra suy tư, nhất là Lăng Mộ Mai, bởi vì không ai biết chồng mình có bạn lĩnh cỡ nào hơn so với bà. Trên thực tế, bà chưa nói với mẹ mình cùng những người khác, mình và chồng mình đã gặp nhau ra sao. Năm đó khi bà tốt nghiệp, bà và mấy người bạn học đã hẹn nhau đến Nam Cương bên kia du ngoạn. Việc truyền tin thời gian đó không phát triển như bây giờ, sự hiểu biết của bọn họ đối với Nam Cương cũng không quá nhiều nhưng mà ở trên một sổ sách có thể thấy một số ghi chép lăng mộ mai cũng giống như toàn bộ thiếu nữ hoa quý tưởng tượng về sự an tĩnh của thành phố lệ giang ảo tưởng độ cao của núi tuyết ngọc long còn có vu hồ tinh khiết nhóm gồm bảy người bốn nữ ba nam liền tự mình lái xe đi tới nam cương nhưng mà lúc kia núi tuyết ngọc long còn chưa có cáp treo trong lúc leo lên núi tuyết ngọc long bởi vì cao nguyên thiếu dưỡng khí mà lăng mộ mai gần như sắp bất tỉnh mà trạng thái của đám bạn của bà cũng không khá hơn bao nhiêu nghĩ con mới đẻ không sợ cọp nhưng chân chính trải qua thời điểm nguy hiểm mới có thể biết tuyệt vọng nhiều tới ra sao ngay lúc lăng mộ mai tuyệt vọng một người đàn ông xuất hiện trong tầm mắt của bà người đàn ông này đi xuống từ trên đỉnh núi tuyết cho dù đang ở độ cao rất lớn so với mực nước biển lại là một ngọn núi đầy băng tuyết thế nhưng trên người người đàn ông kia chỉ mặc một bộ quần áo phong phanh. Dù vậy mặc kệ là gió lạnh hay độ cao so với mặt biển, hình như đều không gây ảnh hưởng gì cho ông. Đi trên ngọn núi như dẫm trên đất bằng. Người đàn ông này chính là cha của Phương Minh, Phương Chính. Kết quả sau cùng, tự nhiên là Phương Chính cứu được đàn người Lăng Mộ Mai. Phong cách tình tiết rất là cũ, anh hùng cứu mỹ nhân. Nhưng Lăng Mộ Mai đã bị lâm vào như vậy nhất là sau hành trình đến Nam Cương, bà thấy được rất nhiều tình cảnh không thể tưởng. Về sau, càng hoàn toàn thích người đàn ông thần bí này. Trong phòng bệnh, trong lúc nhất thời có chút trầm mặt, mà trong bầu không khí trầm mặt này, điện thoại trên tay của Phương Minh đột nhiên vang. Thấy ánh mắt mọi người đều nhìn về mình, ánh mắt của Phương Minh nhìn dãy số hiện trên màn hình, sau đó nói. Bà ngoại à, cậu mẹ là một bạn nuôi khố gọi điện cho con không sao đâu con nghe ở đây luôn đi phương minh gật đầu cũng không đi ra khỏi phòng bệnh mà là trực tiếp nhấn nút trả lời rất nhanh đầu bên kia điện thoại lập tức truyền đến giọng nói vội vàng của đại trụ phương minh không tốt rồi học viện y học bên kia xảy ra chuyện rồi mới vừa rồi em gái tôi gọi điện qua đây nói là có người muốn động đến pho tượng của cậu đó hiện nay em gái tôi cùng lão viện trưởng đang ngăn giọng nói của đại trụ rất gấp bởi vì hắn cũng mới vừa vặn nhận được điện thoại của em gái mình tình huống cụ thể ra sao hắn không có rõ ràng thế nhưng hắn biết pho tượng kia rất quan trọng đối với phương minh ngày bình thường cũng dặn dò em gái phải trông chừng pho tượng thật là cẩn thận không để cho pho tượng xảy ra vấn đề gì đại trụ à cậu đừng có vội ừ, cậu đi qua trước nhìn một chút xem nhớ cho kỹ, phải lấy an nguy của bản thân làm đầu, tôi sẽ chạy đến ngay lập tức. Sau khi cúp điện thoại, nét mặt Phương Minh cũng có chút ngưng trọng. Trước đây, tự mình đã nói với lão viện trưởng tầm quan trọng của pho tượng kia, lấy danh vọng của lão viện trưởng, chỉ cần có ông ta ở đó, không người nào có thể động đến pho tượng này. Hơn nữa, bí mật của pho tượng, hiệu trưởng Trần Đức Phong cũng biết. Nhưng bây giờ, ngay cả lão viện trưởng cũng đều không thể bảo vệ được pho tượng kia cũng đã nói lên rằng người có ý đồ về pho tượng có bối cảnh rất là mạnh mẽ. Mạnh mẽ đến ngay cả lão viện trưởng đều không thể nào tránh được. Phương Minh rất rõ ràng tác dụng của bức tượng này. Đối với người thường mà nói, nó chỉ là một pho tượng không đáng kể. Tuyệt đối sẽ không có người nào có bất mãn gì đối với một pho tượng trong trường học. Càng không thể nào bởi vì nó mà đắc tội với lão viện trưởng. Rất có thể là có người trong giới tu luyện thấy được pho tường kia, đồng thời phát hiện ra bí mật của pho tượng này, liền nảy sinh ý đồ. Phương Minh à, là có chuyện gì rồi đúng không? Thấy Phương Minh cúp điện thoại liền nhíu mày, bà cụ mở miệng hỏi. Bà ngoại à, Thượng Hải bên kia có chuyện cần con trở về xử lý. Phương Minh không dấu diếm Rất gấp sao? Nếu như gấp, cháu không cần để ý tới bà đâu. Bà nói lão yêu đặt vé máy bay cho cháu, nếu như gặp phải vấn đề gì không giải quyết được, cứ nói mấy người cầu cả cháu nha. Nhà họ lăng của chúng ta cũng có quen biết ở Thượng Hải đó. Bà ngoại à, bà an tâm đi. Nhất định cháu sẽ không để cho mình chịu thiệt đâu. Phương Minh gật đầu, chẳng qua hắn lại lơ đỉnh đối với mạng lưới quan hệ của nhà họ lăng ở Thượng Hải. Dính đến chuyện trong giới tu luyện, không phải lực lượng thế tục bình thường có thể nhúng tay. Hướng chi muốn nói về thân phận sau chuyện nhà họ Dương kia, vậy mà ông Đường đã cố ý tìm người đưa tới cho hắn một giấy chứng nhận. Có giấy chứng nhận này ở trong nước có thể nói là đi ngang. Đương nhiên, Phương Minh cũng biết mục đích của ông Đường đưa phần giấy chứng nhận này. Ngược lại không phải ông ấy lo cho an nguy của mình, mà là sợ chuyện như nhà họ Dương lại phát sinh. Dù sao một thế gia hào môn như vậy đột nhiên không có, đối với quốc gia mà nói cũng là một tổn thất. Chỉ ít hỗn loạn trong khoảng thời gian ngắn là điều không thể tránh mục đích của ông đường cầm giấy chứng nhận này ra rất đơn giản liền hy vọng mình có thể hạ thủ lưu tình sau này đụng trúng người không có mắt chọc tới bản thân mình thì cũng không cần giả heo ăn thịt hổ trực tiếp móc ra giấy chứng nhận này kẻ kia không biết sự lợi hại của giấy chứng nhận này thì tìm người biết là được mà người biết cũng sẽ biết nên xử lý ra sao nói chung chính là một câu nói cho những tình khốn kiếp kia một con đường sống giao cho bên trên xử lý. Cho nên sau khi nhận được giấy chứng nhận này, Phương Minh cũng dở khóc dở cười, xem ra chính mình ra tay với nhà họ Dương khiến cho ông Đường đều có chút không thể nào ngồi yên, sợ mình tàn sát sạch các thế gia hào môn lớn trong nước. Dù sao đầu năm nay gia đình nào mà không có mấy người bại hoại. Chỉ có điều bản thân Phương Minh hiểu rõ trong lòng. Tình huống bình thường, thật có gặp phải mấy tên bại hoại, hắn không nhìn được muốn ra tay xử lý, cũng sẽ không lan tới toàn bộ gia tộc. Dù sao, gia tộc mà từ trên xuống dưới đều hư hỏng, không thể tả giống như nhà họ Dương thì vẫn rất là ít. Đương nhiên, giấy chứng nhận này hắn vẫn nhận. Có giấy chứng nhận này rồi, thật sự có thể giảm bớt rất là nhiều phiền phức. Rất nhanh, Phương Minh rời khỏi bệnh viện. Lăng Cương đặt vé máy bay cho hắn, cuối cùng là Lăng sợ sở đưa Phương Minh đến sân bay. Bởi vì liên quan tới nhà họ Lăng, Phương Minh có thể ngồi chuyến bay gần nhất, gần như vừa đến sân bay liền lên máy bay. Hơn 2 giờ sau, bóng dáng của Phương Minh xuất hiện ở cửa của học viện y học. Bây giờ khắc này, cửa lớn của học viện y học vô cùng quạnh quẽ. Lúc này và cảnh người đến người đi trước cửa trường đại học là rất khác biệt. Viện y học đã xảy ra chuyện gì? đột nhiên dẫn tới sinh viên đến bệnh viện tham quan, còn là tất cả sinh viên trong trường, cũng không sợ xuất hiện tình huống tai nạn giao thông ngoài ý muốn hay sao. Mấy người bán hàng ở cửa khe khẽ bàn luận. Bày quầy bán hàng ở chỗ này đương nhiên là muốn kiếm tiền của sinh viên. Hơn nữa, đại học khác với trung học, ở cửa trường, ngoài trừ đêm khuya, còn lại bất cứ lúc nào cũng đều có sinh viên ra vào. Cho nên bọn họ bày sạp bán hàng ở đây là bày nguyên một ngày không giống như các trường trung học, chỉ mở quầy hàng mỗi khi sắp vào học hay chuẩn bị tan học. Nghe những người bán hàng nghị luận, Phương Minh không tiếp tục đứng ở cửa sân trường, mà là trực tiếp đi vào bên trong, đồng thời sắc mặt của hắn cũng chìm tới đáy, âm trầm. Bởi vì lấy cảm giác của hắn đã có thể cảm ứng được tình huống bên phía thao trường. Thao trường trong vườn trường, lúc này có một đám người bộ dáng như bảo vệ bao vây thao trường mà vị trí trung tâm của thao trường thì có một người đàn ông trung niên cùng hai người thanh niên mang theo ánh mắt trêu tức. Ánh mắt hai người thanh niên nhìn về một người già cùng một cô gái trẻ tuổi dưới bức tượng phía trước. Một người trong đó biểu cảm gương mặt không chút biến hóa, mà một người khác thì mang trên mặt vẻ khinh thường. Châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Vương Thành, ngay cả hai người kia ông đều không giải quyết được sao? nghe thấy giọng điệu bất mãn của người nam thanh niên bên cạnh trên mặt người đàn ông trung niên vội lộ ra vẻ mặt cười làm lành nhưng trong lòng có chút bất đắc dĩ hai người này không phải hắn có thể đắc tội được người có tuổi đứng bên dưới tượng điêu khắc cũng không phải là người bình thường mà là lão viện trưởng của viện y học ngôi sao sáng trong giới y học được mọi người kính trọng ông ấy nào phải là một ông già bình thường hiện nay ông ấy còn mang bộ dáng như quyết tâm sống chết cùng với bức tượng này hắn thật sự không có tiện dùng biện pháp mạnh. Chết tiệt! Là ai? Đã thông báo cho lão viện trưởng! Lúc này trong lòng của Vương Thành cũng có chút buồn bực. Ngay từ đầu hắn đã thương nghị với lãnh đạo của viện y học. Nhưng không ngờ sau khi lão viện trưởng biết tin liền trực tiếp cự tuyệt. Đồng thời bày ra một bộ dáng căn bản không cần tiếp tục bàn tới chuyện này nữa. Cho nên rơi vào đường cùng hắn cũng chỉ có thể đổi một phương pháp khác đó chính là điều hết giáo viên sinh viên của viện y học tới bệnh viện trước, sau đó là lấy pho tượng kia đi. Như vậy cũng sẽ không bị ai ngăn trở, cho dù sau khi chuyện thành viện y học cùng lão viện trưởng bên này có bất mãn ra sao, thì chuyện đó cũng không chú ý. Cho dù sau khi chuyện thành viện y học cùng lão viện trưởng bên này có bất mãn gì, nhưng chuyện đó hắn không chú ý dù sao thì mấy chuyện tranh chấp cãi cọ không cần hắn đi lo liệu. Với tư cách là trưởng phòng của một ngành đặc thù, Vương Thành phụ trách đúng là chuyện có liên quan tới giới tu luyện. Mà vào hai ngày trước, phòng làm việc của Vương Thành đột nhiên nghênh tiếp một người mà hắn không ngờ. Người nhà họ Phương, thế gia đứng đầu giới tu luyện. Với tư cách là bộ môn có giao thiệp với giới tu luyện, đương nhiên Vương Thành biết sự khủng bố của nhà họ Phương cho nên đối mặt với đệ tử nhà họ Phương, cũng chính là người mới vừa trào phung hắn này. Hắn vẫn luôn ôm thái độ thận trọng tiếp đãi Khi biết được đối phương muốn thu một pho tượng của viện y học, tuy rằng cảm thấy có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn không nói hai lời liền đáp ứng. Dưới cái nhìn của hắn, nếu như có thể khiến nhà họ Phương thiếu mình một nhân tình, như vậy với hắn mà nói thì là một công lao lớn. Đến lúc đó chỉ cần nhà họ Phương nói một câu với giới tu luyện, khi người trong bộ được giao tiếp cùng người trong giới tu luyện thì cũng sẽ thông thuận hơn rất nhiều. Mặc dù không biết rõ tại sao người nhà họ Phương muốn pha tượng này, nhưng đối với Phương Thành mà nói. Nhưng đối với Vương Thành mà nói, không phải là vấn đề quan trọng gì. Nhất là khi ngày hôm nay, hắn thấy người cùng xuất hiện với Phương Giác, càng là tim đập bùng bùng như trống trận, cảm thấy vô cùng may mắn với quyết định của chính mình thiên tài đứng đầu một đời trẻ tuổi của nhà họ Phương, Phương Chiến. Mặc dù ba ngày trước, Phương Chiến bại bởi thiên tài trẻ tuổi của Thái ấp lâu, nhưng như vậy thì sao? Chuyện này rất giống gần đây người giàu nhất Trung Quốc từ chim cánh cụt ma biến thành mèo trời ma. Lẽ nào có thể bởi vậy mà khinh thường chim cánh cụt ma, cảm thấy chim cánh cụt ma không được sao? Lão đại vẫn là lão đại, cho dù tài sản của người có gần sát hay hơn chim cánh cục ma một chút nhưng vẫn không thể thay đổi được chênh lệch thật lớn giữa các người biết rõ phương chiến muốn có được pho tượng kia vương thành càng thêm để ý hắn cũng biết khẳng định pho tượng kia có bí mật không bình thường nếu không cũng sẽ không khiến cho thiên tài đệ nhất một đời tuổi trẻ nhà họ phương ngấp nghé nhưng chuyện này cũng không có liên quan gì với hắn chỉ cần giao hảo cùng nhà họ phương khiến nhà họ phương thỏa mãn là đã hoàn thành nhiệm vụ rồi phương giác thiếu gia lão viện trưởng này có địa vị rất cao trong giới y học nếu tùy tiện ra tay với ông ấy sợ rằng sẽ tạo thành một oanh động lớn vương thành uyển chuyển đáp một lão bất tử đã bước một chân vào quan tài mà thôi có gì phải kiên kỵ chứ nếu người của ông không muốn lên vậy cũng chỉ có thể để tôi tự mình ra tay phương giác thấy mấy bảo vệ nam đứng cách đó không xa nhưng không dám đến gần tượng điêu khắc trên mặt có vẻ khinh thường. Vương Thành không dám động tới lão già kia, nhưng hắn thì không thèm quan tâm. Chỉ là một lão già của giới thế tục mà thôi, cho dù có sức ảnh hưởng hơn, ở ngay trước mặt nhà họ Phương thì cũng chẳng là cái thá gì. Nếu như không phải bởi vì anh họ đã nói, muốn thu được khí vận nhất định phải hấp thu ở chỗ này, hắn đã sớm trực tiếp mang pho tượng kia đi. Này lão già, cho lão một cơ hội cuối nếu không muốn chết thì cút ngay đi cho tôi. Về phần cô, tuy rằng tôi là người thương hương Tiết ngọc, nhưng nếu như chọc cho tôi không vui, tôi sẽ lạc thủ tồi hoa. Phương Giác đi lên trước, âm trầm nhìn chăm chăm một già một trẻ ở dưới tượng điêu khắc. Mà hai người bên dưới bức tượng này chính là lão viện trưởng Thẩm Tử Khắc cùng Vương Tử Kỳ. Chỉ cần lão già khọng này còn một hơi thở, các người đừng hòng đụng tới pho tượng kia lão viện trưởng không bị uy hiếp một chút nào, nhưng mà rốt cuộc cũng đã lớn tuổi, căn bản không đứng vững, chỉ có thể dựa vào vương tử kỳ một bên dìu lấy. Nếu như vậy, vậy thì lão già ông có thể lên đường được rồi. Sắc mặt của phương giác xa sầm tay phải vung lên, vương tử kỳ liền cảm giác có một cổ lực lượng đánh về cánh tay mình, căn bản không thể đỡ tay của lão viện trưởng được. Lão viện trưởng trực tiếp bị đánh bay ra đến hơn 2 mét. Lão viện trưởng! Vương Tử Kỳ kinh hô, khi thấy lão viện trưởng té xuống đất, dùng ánh mắt phẫn nộ không gì sánh được, nhìn chăm chăm phương giác. Thẩm tự khắc đã 80 tuổi rồi, đầu chịu nổi té ngã như vậy, trong miệng phun ra máu tươi, nếp nhăn trên khuôn mặt già nua bởi vì đau đớn mà nhướng thành một đoàn, hiển nhiên đang phải thừa nhận thống khổ cực lớn. Nếu như đổi lại là những người cao tuổi khác sợ rằng một lần ngã này đã sớm ngã xuống đất không có dậy nổi. Nhưng mà thẩm tử khắc vẫn còn đang nỗ lực muốn bò lên. Vương Tử Kỳ một bên căm tức nhìn phương giác, một bên dìu thẩm tử khắc đứng lên. Tôi đã nói rồi, nếu không muốn chết thì đừng có cản đường. Bằng không, tôi cũng không ngại chuyện tống lão già này tới âm phủ gặp Diêm La Vương đâu. Phương Giác không thèm quan tâm chút nào tới ánh mắt tràn ngập lửa giận của Vương Tử Kỳ một cô gái thế tục mà thôi. Cho dù có hận mình nhiều hơn thì có thể làm được gì? Chênh lệch giữa hai người là chênh lệch một trời một vực. Cho dù đối phương có muốn báo thù thì cũng không có bản lãnh. Cô bé, đỡ ông đứng lên. Ông đã nói rồi, trừ phi cái mạng già này chết đi. Nhưng chỉ cần một hơi thở, nhất định ông phải cố gắng bảo vệ pho tường này cho tới cùng. Trên gương mặt già nu của thẩm tự khắc có vẻ kiên quyết. Pho tượng kia là tương lai của viện y học, mà sự phát triển của viện y học là là tín ngưỡng cả đời của ông. Ông không thể nào nhìn thấy có người phá hư pho tượng này, phá hư tương lai của viện y học. Trong thời gian một năm, kể từ khi pho tượng được đặt ở nơi này, người thường không phát hiện được sự biến hóa của viện y học. Thế nhưng, dưới sự quan sát cẩn thận của thẩm tự khắc, lại có thể phát hiện ra một số mánh khóe. Đầu tiên là những sinh viên đã tốt nghiệp viện y học trong thời gian một năm này số lượng luận văn được SCI thu mua đã tăng lên gấp đôi so với năm kia. Mặt khác trên việc kiểm tra thành tích của các giáo viên cũng có tăng trưởng rõ rệt. Trên phương diện giải phẫu bệnh viện phụ thuộc viện y học cũng có ba hạng mục luận chứng giải phẫu đạt được bằng sáng tạo cấp quốc tế một hạng mục luận chứng giải phẫu đạt được bằng sáng tạo cấp bậc thế giới. Những thành quả này thẩm tự khắc nhìn trong mắt, cho nên ông càng thêm quan tâm pho tượng này. Gần như mỗi ngày, thẩm tự khắc đều phải tới liếc nhìn pho tượng một lần. Mà thẩm tự khắc bởi vì nguyên nhân của thân thể không cách nào đến đây mỗi ngày, nhưng một tuần lễ nhất định sẽ tới một lần. Phương giác thiếu gia, xin hạ thủ lưu tình. Vương Thành có chút không nhìn nổi, nhưng mà Phương Giác chỉ lạnh lùng quét mắt nhìn hắn, rồi hừ một tiếng nói. Nếu ông có thể giải quyết, còn cần tôi phải ra tay sao? Lão già này ỷ vào chuyện ông không dám giết lão, còn làm ra màn kịch lấy cái chết bức hiếp. Đã như vậy tôi đây sẽ thành toàn cho lão ta. Phương Giác thật sự động sát cơ, Phương Chiến đang đứng một bên cũng không nói một lời. Tuy rằng hắn cũng có chút không đồng ý đối với hành động của em họ mình, nhưng lúc này đối với hắn pho tượng kia là thứ nhất định hắn phải có vậy để em họ làm người xấu cũng không có gì không tốt hắn phải lấy được pho tượng kia hắn muốn đạt lại xưng hô thiên tài đệ nhất trong một đời trẻ tuổi càng phải đánh bại tên đệ tử của thái ấp lâu các người muốn thương tổn lão viện trưởng muốn phá hư pho tượng kia một cái anh phương minh biết sẽ không bỏ qua cho các người ánh mắt tràn ngập sát ý của vương tử kỳ nhìn phương giác trong lòng cũng có chút sợ hãi mà nghe thấy những lời Vương Tử Kỳ nói, sắc mặt Phương Chiến cùng Phương Giác đồng thời biến hóa một chút. Cô vừa nói cái gì? Phò tượng kia là của Phương Minh. Đây là lần đầu tiên Phương Chiến mở miệng, ánh mắt nhìn chăm chăm Vương Tử Kỳ. Dưới cái nhìn soi mói của đối phương, Vương Tử Kỳ chỉ cảm thấy hít thở không thông, nhưng vẫn trả lời. Không sai, phò tượng kia chính là anh Phương Minh. Chiến cả, lúc đầu em thật sự từng gặp một cường giả địa cấp mà phương minh cũng là cường giả địa cấp hẳn là cô ta nói không sai ánh mắt của phương giác nhìn về phương chiến phương minh cái tên này đương nhiên hắn cũng đã từng nghe không nói ân oán cùng nhà họ mục quan trọng hơn chính là hắn biết phương minh là tộc nhân lưu lạc bên ngoài của nhà họ phương đệ tử nhà họ phương không thể tự giết lẫn nhau cho nên phương giác có chút khó xử chờ đợi chỉ thị của phương chiến <laughs> Nếu là Phương Minh, vậy thì càng dễ xử lý. Khóe miệng của Phương Chiến cong lên. Đều là người nhà họ Phương, nghĩ đến em họ Phương Minh cũng sẽ nguyện ý nhường pho tượng kia cho tôi. Dù sao tôi làm như vậy cũng là vì danh tiếng cùng mặt mũi của nhà họ Phương chúng ta. Nghe được lời anh họ mình nói, Phương Giác liền biết rõ ý trong mấy lời anh mình nói. Anh họ là thiên tài đứng đầu nhà họ Phương, lần này bại bởi đệ tử của Thái Ức lâu khiến cho nhà họ phương mất hết mặt mũi mà sau khi anh họ nhận được khí vận bên trong pho tượng chắc chắn thực lực sẽ có đột phá đến lúc đó có thể một lần nữa đặt lại vị trí thứ nhất lại tăng thêm thể diện cho nhà họ phương so sánh với bọn họ phương minh chẳng qua là một đệ tử lưu lạc bên ngoài làm sao có thể so sánh với anh họ trưởng lão trong tộc đều sẽ ủng hộ anh họ làm như vậy mà đối với phương minh có thể làm cho anh họ coi trọng pho tượng kia coi như là vận khí của hắn đi. Đến lúc đó, để trong tộc ghi một phần công lao cho hắn, đã coi như là rất tốt rồi. Này cô, dẫn theo lão già kia rời khỏi chỗ này đi, cho dù phương minh tới, vậy cũng phải cung kính hồn một tiếng chiến ca. Chiến ca có thể coi trọng pho tượng kia của hắn, là nể mặt hắn rồi. Nét mặt của phương giác tràn đầy đắc ý, lần này hăng báo pho tượng kia cho chiến ca, chính là lập công lớn dựa vào chiến ca sau này hắn không cần sợ bất kỳ người nào trong một đời trẻ tuổi của nhà họ phương về phần phương minh ư nói khó nghe một chút một đệ tử lưu lạc bên ngoài không chút căn cơ căn bản không cần để trong lòng không tôi không tin trừ phi là chính miệng anh phương minh nói nét mặt của vương tử kỳ tràn đầy kiên quyết hơn nữa cô cũng biết anh phương minh là cô nhi là được lão thần tiên nhận nuôi như thế nào lại có anh họ Vương Thành đang đứng bên cạnh lúc này cũng nghe rõ. Pho tượng kia là của Phương Minh, đệ tử của Bổ Thiên Chí Tôn, gần đây đã gây nên không ít oanh động trong giới tu luyện. Mà Phương Minh là là tộc nhân lưu lạc bên ngoài của nhà họ Phương, xem ra đây là chuyện nhà của nhà họ Phương. Chẳng qua Vương Thành cũng có cách nghĩ giống Phương Giác. Ở trong mắt cao tầng của nhà họ Phương, Phương Minh không thể nào sánh được với Phương Chiến. Nếu Phương Chiến cần pho tượng kia, Đáng chừng cũng sẽ bắt Phương Minh Giao ra. Phương Giác, bắt hai người kia đi, để bọn họ chịu chút giáo huấn, dù sao cũng là người có quen biết với em họ Phương Minh, để mặt em họ xuống tay không nên quá mức. Phương Chiến thản nhiên mở miệng, dưới cái nhìn của hắn, bỏ qua cho Vương Tử Kỳ cùng thẩm tử khắc một con ngựa, đã coi như nể tình cho Phương Minh rồi. Đương nhiên, không phải nể mặt Phương Minh, mà là bởi vì hắn là người đứng đầu một đời trẻ tuổi của nhà họ Phương. Khi biểu hiện ra ngoài, nhất định phải giữ vững lòng dạ rộng lớn. Còn là chiến ca nhân từ, Phương Minh biết cũng phải cảm tạ chiến ca. Phương Giác đưa tới một câu nịnh hót, lập tức ánh mắt rơi vào trên người thẩm tự khắc cùng Vương Tử Kỳ. Ý của chiến ca hắn đã hiểu, giữ lại tính mệnh cho hai người này. Nhưng hai kẻ này lặp đi lặp lại nhiều lần ngỗ nghịch chiến ca cũng phải chịu khổ một chút. Này cô, đây là chính cô tự tìm. Cũng được, liền chặt đứt một tay của cô đi. Để sau này cô nhớ cho lâu một chút. Cũng nên biết người nào cô có thể đắc tội, người nào thì không. Tay phải của Phương Giác dơ lên liền muốn ra tay. Thế nhưng đúng lúc này, một âm thanh lạnh như băng truyền đến từ sau hắn, cũng truyền đến trong tay của mọi người. Nếu như vậy, tôi đây cũng cho anh một cơ hội. Tự đoạn một tay, anh còn có thể sống sót mà rời khỏi nơi này. Kết thúc tập 124 của bộ truyện đô thị siêu cấp vô sư, cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.